bạn ơi, ngày hôm nay là người ta chỉ cho là sẽ đi được đi một cái lễ hội khoa học đó các bạn. Từ mấy cái rác, mấy cái vỏ trứng, mấy cái vỏ chuối thì nó sẽ có mấy cái con động vật nhỏ nhỏ vậy nè. Còn đây là từ mấy cái hộp nhỏ nhỏ hơi to hơn và siêu to luôn á các bạn đó. Còn đây là để mình biết tuổi của con của mấy cái cây nó cũng có tuổi đó các bạn. Mấy cái hình tròn, mấy cái cột mà các bạn thấy là mấy cái tuổi của cái cây các bạn đó. Các bạn có thấy không, người đó đã cho Sabin coi mấy cái tuổi đó các bạn, mỗi với lại cái rễ của nó sẽ hút nước đó các bạn. Và Sabin biết một chút xíu về cái cây, tại Sabin đã còn cái khúc gỗ này nè, khi mà nó lớn lên á thì nó có mấy cái chữ vậy nè, khi nó lớn lên á là nó dài cái khúc này luôn nè. Cái gì mà Sabin bất ngờ là tự nhiên á nó có cái số ở trong, nó biến ra ngoài tự nhiên luôn á các bạn. Còn cái này là một cái trò chơi á, Sabin thử chơi đó các bạn, nhưng mà công nhận. Còn cái này á là ba của Sabin hỏi người ta để cho cái cây đó các bạn, tại ba của Sabin hỏi mấy cái câu hỏi vậy á. Còn đây á là mấy cái hạt nhỏ lớn, nếu mà mình có cái hạt á mà mình phải còn nấu lên, có hạt gạo, có hạt làm bắp, có hạt bắp nổ đó các bạn. Chủ yếu là có mấy cái hạt mà Sabin không biết đó các bạn, có thấy nó có trái dừa đó các bạn. Và Sabin đang tìm tìm á, khi lúc đầu á, nếu mà khi mà nó chưa chín á thì á nó sẽ hơi khác, khi mà nó chín rồi á các bạn thì Sabin phải còn tìm hơi hơi sai một chút xíu, và có mấy cái sai có mấy cái đúng. Thì nó cũng hơi khó, cũng có hạt gạo nữa các bạn, là cơm á, hạt gạo á, thì á, hay là còn đây á, là hạt á, mà người ta bỏ vô mấy cái hũ vậy nè, thì á, người ta bỏ nước vô đó, xong sau đó là nó cũng lên mấy cái cây đó các bạn. Các bạn có thấy không, Sabin đang tìm á. Và cái này là cái ống dòm để Sabin nhìn cho nó rõ hơn các bạn. Các bạn, còn cái đây là một cái bản đồ để biết mấy cái chỗ nào nó có cái đó, giống như một ở bên Sabin. Còn đây là mấy cái cuốn sách để cho em bé đọc ở trên ghế vậy đó mà các bạn, là tại cái đó là của em bé, hay là cũng có mấy cái cuốn sách của người lớn. Còn đây á, là mấy cái sử dụng rác đó các bạn. Nè, Sabin đang chơi một cái trò chơi đó, các bạn có thấy nó có mấy cái trò chơi của rác không các bạn. Nhưng mà đây á, là Sabin đang cô này á, đang giải thích cho Sabin cái này, cái trò chơi này nó chơi làm sao, cái nào á mà mình sử dụng xong rồi mình bỏ liền là nó sẽ hơi rác ở ngoài đường, nó hình ra những cái gì á giống như là mấy cái đồ trẻ, mấy cái lược á mà xài được lâu á thì á mình sẽ có thể xài được lâu, giống như bằng gỗ vậy á các bạn. Thì Sabin ăn chơi á, các bạn có thấy không, những cái gì với mà bỏ xài được lâu thì Sabin để một bên, những cái gì mà Sabin xài không được lâu thì Sabin để một bên. Còn đây là một cái trò chơi á, giống như một cái mũ len á thì mình làm chung với lại bông gòn. Hay là các bạn có biết á,
một cái điều rất là lạ là một cái thủy tinh đó thì mình là bằng sáng với các bạn. Sabine thấy nó siêu lạ luôn á. Lúc cuối đó, nó có cái ly và cái sáp á, thì cô đã nói với lại Sabine á, là cái đó là một cái, với lại sáp mà mình có thể là một cái thủy tinh, còn đây với là một cái rừng của mấy con khỉ á. Ông này á, thì có mấy cái con khỉ nhỏ, nhưng mà mấy con khỉ khác á, nó rất là sợ. Đó, các bạn có thấy không? Nó có mấy cái con khỉ á, mà nó nói á, nhưng mà mình không có hiểu cái gì nó nói. Tại nó không có nói bằng miệng nó, mà nó giống như đây nè. Thì á, mình ở dưới nước á, thì mình không có hiểu được cái gì hết. Khi mà mình giơ cái ngón cái mình lên là có nghĩa là mình muốn lên. Còn nếu mà cái ngón của mình á, xuống là mình muốn xuống. Còn nếu mà hai tay á, mình ôm nhau á, là có nghĩa là mình lạnh. Còn á, các bạn có thấy không, nó có rất là nhiều kiểu để viết số 0 đó các bạn. Chứ không phải là nó chỉ có một cái hình tròn thôi các bạn. Các bạn có thấy không? Tất cả những còn hồi xưa khi mà người ta viết á, là người ta viết chưa có đúng á, thì người ta vẽ giống như mấy con cá vậy nè. Từ dễ thì mình hiểu, những cái mà nó khó thì mình không có hiểu được cái gì hết đó các bạn. Đó, giống như mấy cái hình dễ thì là có nghĩa là mình hiểu những cái gì mà. Còn Sabine thấy có cái cây đẹp đẹp đó, cái bên Sabine á, thì Sabine không biết. Còn các bạn ơi, cái này là người ta chụp ở ngoài đời, ở ngoài không gian á các bạn. Các bạn có thấy là người ta chụp đẹp không? Sabine không biết làm sao á mà người ta có thể chụp đẹp vậy luôn á. Còn đây á là một cái máy rất là lạ. Với lại mấy cái sợi dây đó thì á, Sabine sẽ chuyển từ Sabine qua ba của Sabine đó các bạn. Là khi Sabine sẽ nhúc nhích cái tay của Sabine và cái đầu của Sabine nó sẽ nói một cái gì đó, và Sabine sẽ chuyển cái đó qua ba của Sabine đó các bạn. Level 1 là ba của Sabine chưa có cảm nhận cái gì hết. Level 2 là hơi nhột một chút xíu. Level 3 là hơi nhột hơn. Còn level 4 là cũng hơi giật. Còn level 5 là giật quá luôn á các bạn. Nhìn nè, các bạn nhìn ba của Sabine nha. Level 5 nè, 1, 2, 3. Đó, Sabine nhúng nhích cái tay của Sabine. Các bạn có thấy ba của Sabine cười không? Là có nghĩa là ba của Sabine cảm nhận một cái gì đó. Level 4 nhưng mà mạnh nha các bạn. Nè, ba của Sabine, ba của khi mà level 4 nặng á, là ba của Sabine á sẽ giơ tay lên nha các bạn. Mà bây giờ là level 5. Đó, các bạn nhìn nè, cái tay của ba của Sabine á, nó sẽ nhúc nhích. Đó, các bạn có thấy không? Nó nhúc nhích đó. Sabine làm lại cho các bạn coi nha. Đó, các bạn có thấy tay của ba của Sabine nhúc nhích không? Cái đó từ Sabine á. Bây giờ level 4 nặng nha các bạn. Các bạn nhìn ba của Sabine nè. Lẽ nó chỉ giật một chút thôi, nhưng mà ba của Sabine á giật cả người của ba Sabine luôn á. Còn đây với là các bạn có biết hồi xưa siêu lâu rồi á, là một cái bệnh viện á, là hay là một cái nhà thuốc á, thì á người ta không có được vô cái nhà thuốc, mà sẽ có một cái cửa thì mình gõ cửa vậy nè, xong sau đó người ta sẽ lấy ở trong đó. Ở đằng sau nó sẽ có một cái cửa, rồi mình lấy, rồi xong sau đó thì
mình đưa lại cho người ta, rồi người ta mới đưa cho mình cái thuốc để mà mình sử dụng đó các bạn. Còn đây là đặc biệt là cái máy này nè các bạn có thấy nó lạ không? Tại vì á, lạ để làm mấy cái chất vậy nè, thì mình sẽ lấy cái máy đó, mình sẽ để giống như để làm nước hoa hồng á, thì mình sẽ để mấy cái phấn hoa của nó vô cái máy ở trên, rồi ở trong đó nó sẽ có một cái máy để mà nó làm ra nước. Còn cái cây dài dài á, là để cho nó đổ nước xuống. Còn đây á, là mấy cái ly á. Đó các bạn có thấy không, nó có cái ly con mèo, chân con mèo á, mà thành ra cũng không phải là một cái chân con mèo ở trong đó, mà nó chỉ là một cái cây thôi. Nhưng mà cái cây đó nó giống như là cái chân con mèo, nó hình ra người ta mới gọi cây chân con mèo. Còn đây á, là người ta hỏi Sabine là ở cái hàng trên và cái hàng dưới á, cái nào khác nhau. Sabine nói là ở dưới á, thì nó chỉ có màu xanh thôi, còn ở trên á, nó có rất là nhiều màu sắc đó các bạn. Cái người đó mới nói là Sabine quan sát rất giỏi. Tại người ta hỏi Sabine á, thì người ta nói là đúng rồi. Tại vì hồi xưa thì có rất là nhiều loại ví người ta viết chưa có đúng đó. Giống như mật ong vậy nè, thì nó có vậy đúng không? Nhưng mà AU sao nó có thể ra mật ong được nha các bạn? Nó lạ quá ha. Còn cái con cá sấu này nè, các bạn có thấy nó lạ không? Cái đó, con cá sấu đó là để làm mấy cái nút chai á các bạn. Đó, hồi xưa nó vẫn còn 50 ngày á. Còn đây á là một cái nhà mà thường rất chưa có mấy cái mà làm bằng tiền đó các bạn. Mình có thể làm bằng tiền á, mấy cái gì á mà nó sáng là bằng tiền đó các bạn. Hồi xưa người ta đưa đồ ăn cho mấy người nghèo á các bạn, là người ta phát đồ ăn á. Sabine đang nhìn người ta, với lại rất là nhiều cái cục mấy cái cục này á, thì á các bạn sẽ nghĩ á, đó mà mình mở ra thì nó sẽ nhiều nhất ở trong ba cái mấy cái hàng này á, thì cái nào nó sẽ nhiều nhất? Sabine nghĩ là ở chính giữa là mấy cái cao nhất á, là có cỡ chính giữa, các bạn có thấy không? Thì còn cái này á, là mấy cái cục đá, thì bà đó sẽ cho Sabine mượn lấy cái búa để mà Sabine đập thử đó các bạn. Các bạn có thấy không? Thì á, khi mà mình đập ra thì á, nó cũng giống như là mấy cái hình khác thôi, nhưng mà nó chỉ nhỏ hơn một chút. Còn đây á, là Sabine nhìn những cái gì á mà nó ở trong á, thì á, rồi xong sau đó Sabine sẽ viết á. Các bạn có thấy mấy cái cục đá này đẹp không? Rồi Sabine viết lên á, để mà Sabine có được cái món quà đó các bạn. Còn cái này là bằng xà bông á, người ta là mấy cái xà bông á, mà ở trong đó mình sẽ để xuống, và xong sau đó ở trên á, nó sẽ là một cái bong bóng đó các bạn. Các bạn có thấy không? Còn đây á, là những cái tay của Sabine á, mấy cái đồ dơ của tay Sabine á, để Sabine thấy. Còn cái này Sabine vẽ trên nước nha các bạn. Đó, các bạn có thấy những cái gì á, khi mà Sabine đợi á, thì nó đã mấy cái nắm của Sabine á các bạn. Các bạn có thấy mấy cái nắm của Sabine á, và mấy cái tay của Sabine dơ tới đâu không các bạn?
Các bạn có thấy mấy cái phấn hoa này đẹp quá ha các bạn. Là cái hình tròn ở chính giữa nó đẹp nhất, các bạn có thấy không? Còn đây là Sabina rửa răng. Sabina sẽ để lên đó, rồi Sabina sẽ để màu đó. Các bạn có thấy cái dơ của Sabina không? Đó các bạn có thấy không? Ở trong một cái răng là Sabina có mấy cái đó. Còn đây là người ta vẽ bằng bút chì không á nha các bạn. Đây là một cái viết rất là nhỏ. Còn cái này là máy loại không sâu á các bạn. Em của Sabina thích. Còn đây là mấy cái cây á các bạn có thấy không? Còn đây là một cái trò chơi á. Với lại mấy cái Lego này nè. Thì mình sẽ tô cái trái đất này cho nó đẹp, nhưng mà không có được có một cái màu nào mà nó kế bên màu đó mà nó giống màu, giống như nó không được đỏ với lại đỏ cái bên đâu các bạn, kiểu vậy á, cho nó hết cái vùng cho nó đẹp đó. Rồi các bạn ơi, đây là cái trò chơi xoay với các bạn từ nhỏ tới lớn đó. Sabine nhìn á, Sabine thấy từ trái qua phải. Còn đây là mấy cái Lego, Sabine phải còn xếp cái đường ống cho nó đi hoài. Còn cái này á là khi mà Sabine dựng lên á thì á nó phải còn đứng yên, nó không có được rớt đó các bạn. Các bạn có thấy không, Sabine đang nhìn để Sabine làm á các bạn, nó rất là khó luôn á, Sabine cũng không hiểu tại sao luôn á các bạn. Còn đây á là Sabine phải còn làm một cái vòng của trái đất, không có được đè lên một lần thứ hai đó các bạn. Các bạn có thấy nó khó không? Còn cái này á là con kiến á, nó phải còn đi một cái dòng của hang của nó, nó mới ra được hang của nó đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe Sabine nha. Bye bye.